Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Công an huyện Phong Điền tăng cường tuần tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã thị trấn đang triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, giữ trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường từ trung tâm huyện Phong Điền đến các xã thị trấn. Trong ngày 2 tháng 9, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 15 triệu đồng. Đa phần là lỗi ra đường khi không cần thiết. Ngoài ra, tại các chốt vùng xanh đặt ở 63 trên 75 ấp của huyện, các lực lượng cũng được tăng cường kiểm tra người ra vào địa bàn, nhất là các loại giấy tờ cần thiết khi ra đường, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch COVID-19 dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tính từ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 9, lực lượng công an huyện và các xã thị trấn đã tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được 1.220 cuộc với 6.360 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó nhắc nhở trên 1.750 trường hợp, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 482 trường hợp với số tiền trên 1 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 2 trường hợp.